Xin chào các bạn, chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài báo có nội dung 7 điều cần nhớ để ra tay hết nhăn nheo gân guốc. Không rửa tay bằng xà phòng nhiều, kiềm bôi kem dưỡng ẩm hay bôi dầu thừa, dầu dừa trong trước khi ngủ là cách dưỡng da tay hợp lý. Không rửa tay bằng xà phòng hóa chất, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hóa chất sẽ làm cho da khô và hư tổn. Đây là một trong những thói quen xấu khiến da tay mất đi độ mềm mại mịn và trông già hơn so với tuổi. Thay vì dùng xà phòng chứa nhiều chất kiềm, bạn nên sử dụng các dung dịch nhẹ nhàng khác ít hóa chất hơn để dưỡng da tay. Bôi kem dưỡng tay. Dưỡng da tay. Tay thường xuyên phải làm việc và tiếp xúc với nhiều đồ vật nhưng lại ít được quan tâm. Bôi kem dưỡng da tay thường xuyên là việc cần thiết để ngăn chặn lão hóa sớm. Chúng ta nên tìm hiểu những loại sữa rửa tay bằng xà phòng mà có nhiều hóa chất để tránh, không nên dùng những loại có nhiều như thế, để làm da của chúng ta có thể đẹp và mịn màng, không thô sơ giống như người già. Kem dưỡng da tay, chúng ta nên tìm những loại uy tín, bôi lên để giúp da chúng ta có thể cấp ẩm, ngăn chặn lão hóa. Bôi kem chống nắng, thường thì bây giờ bạn trẻ nào ra đường cũng sẽ bôi kem chống nắng lên mặt, lên toàn thân. Thế nên tay của chúng ta cũng không thể thiếu. Da tay thậm chí còn có thể lão hóa sớm, nhanh hơn so với da mặt. Vì vậy, bạn cần phải nhớ bôi kem chống nắng cho da tay trước khi ra ngoài để ngăn chặn ngừa các lớp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm. Không dùng những dung dịch rửa tay khô. Đợt dịch Covid, có rất nhiều gia đình đã dùng dung dịch rửa tay khô để ngăn chặn Covid và sợ những bệnh truyền nhiễm lây lan. Có thể những gia đình bây giờ vẫn dùng nước rửa tay khô chứa hóa chất và có thể gây lên những tổn thương cho da tay của bạn. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng những dung dịch này trong trường hợp bất khả kháng, không nên dùng quá thường xuyên, quá nhiều trong những ngày thường. Bôi dầu dừa, dầu ô liu trên bàn tay trước khi ngủ là cách dưỡng ẩm và khôi phục sự mềm mại tự nhiên cho da, từ đó ngăn chặn những hiệu quả xấu xuất hiện của các lớp nhăn. Đi găng tay khi sử dụng chất tẩy rửa. Các bạn trẻ và những người lớn bây giờ hãy lên đeo găng tay để phòng những xà phòng rửa bát. Nó có rất là nhiều chất kích thích. Khi giặt quần áo hoặc khi còn rửa nhà vệ sinh cũng vậy, bạn cần đeo găng tay cao su để không tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa. Những chất này có thể làm mất đi độ ẩm của da mà còn khiến da tổn thương, lão hóa cực nhanh. Chỉ nên làm móng tay một tháng một lần để loại bỏ da chết và bụi bẩn ở kẽ móng tay. Việc làm móng tay thường xuyên mỗi tuần cùng việc sử dụng các loại sơn, keo, hóa chất có thể làm tổn thương khiến da tay của bạn bị khô hơn. Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ làm KOL hay là làm những mẫu thời trang, nên là việc làm móng thường xuyên cũng sẽ tổn thương đến tay của bạn. Chúng ta nên tránh xa hoặc là có thể điều tiết những thời gian hợp lý để có thể đi làm móng. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn một bài báo có nội dung 7 điều cần nhớ để ra tay hết nhăn nheo gân guốc. Nếu các bạn thấy video hay, bài báo có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.